Chào các bạn đã quay trở lại với channel của Mega Technology. Ở trong video trước mình đã review cho các bạn chiếc laptop gaming Asus hot nhất. Và trong video này mình sẽ review cho các bạn chiếc laptop được bán chạy nhất trong thời điểm hiện tại. Đó chính là chiếc laptop Dell Virtual 5402. Và ở đây phiên bản của mình đang có hiện tại là phiên bản i5 và Vega RMX330. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu vì sao chiếc laptop này được bán chạy nhất trong thời điểm hiện tại. Công việc đầu tiên của chúng ta đó chính là unbox chiếc laptop này để xem bên trong bao gồm những gì. Đầu tiên sẽ là củ sạc, chỉ nguồn kết nối củ sạc. Mình sẽ đặt chiếc laptop xuống cho nó dễ mở. Ngồi chiếc laptop ra thì chúng ta còn có một vài mảnh giấy bên trong viết về thông tin của chiếc laptop mà đa số bằng tiếng nước ngoài. Nếu các bạn hiểu về những ngôn ngữ này có thể đọc nó, còn không thì các bạn có thể bỏ qua và hỏi chi tiết về kinh doanh hoặc là kỹ thuật. Và đa số bên trong của những chiếc laptop Dell đều bao gồm những linh kiện như thế này thôi. Và điều quan trọng bây giờ đó chính là tìm hiểu về chiếc laptop này. Nếu một chiếc laptop này tại Mega Technology trong thời điểm hiện tại sẽ có giá là 19.150.000 và được tặng kèm gói quà tặng trị giá 2.455.000 đồng, bao gồm Balon Mega, màn không dai, Batman, bộ vệ sinh laptop, voucher trị giá 2 triệu thay màn hình miễn phí nếu bị vỡ trong năm đầu tiên, đặc biệt giảm 10% khi mua trên cùng đơn hàng, túi, ba lô, RAM hoặc là máy laptop, phần mềm diệt virus, tai nghe, hỗ trợ cài đặt bảo trì vệ sinh máy miễn phí, hỗ trợ các màn hình laptop miễn phí. Và đó chỉ là phần giới thiệu, bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết của chiếc laptop này. Về phần thiết kế của em nói, chúng ta sẽ có một bộ vỏ mặt trên làm bằng kim loại, bên trong mặt bằng phiến cũng được làm bằng kim loại, chỉ có mặt dưới vẫn được làm bằng nhựa và mình không quan trọng lắm ở mặt dưới vì chúng ta ít khi sử dụng đến nó phải không nào. Nhìn ngay vào bên ngoài của chiếc laptop, chúng ta sẽ thấy phần bản lề của 5402 sẽ có một lớp su hay nhựa mềm gì đó giúp chúng ta khi mở máy lên, vị trí này sẽ tiếp xúc trên mặt bàn và không làm trầy đi phần vỏ của máy. Với thiết kế này sẽ giúp nâng bàn phím của chiếc máy lên một chút, giúp chúng ta đặt tay và gõ dễ dàng hơn. Ngoài ra nó còn giúp hệ thống tản nhiệt bên dưới được thoát khí tốt hơn, giúp máy hoạt động mất mát hơn phải không nào. Phần mình thích ở chiếc máy này đó chính là hệ thống cổng kết nối. Dell để đưa chiếc laptop này vào phần cốp máy cho doanh nghiệp hay là các bạn sinh viên có nhu cầu làm việc nhiều, nếu như không cắm được hỗ trợ tất cả. Như cần phải sẽ có khe gắn thẻ nhớ, lỗ cắm loa 3.5, cổng USB, cổng LAN và một cái lỗ nhỏ dùng để gắn ổ khóa cho chiếc máy tính mà mình nghĩ chắc 90% các bạn đều không sử dụng đến nó. Màu bên phải sẽ có cổng Type-C, cổng USB-I, cổng HDMI và một cổng dùng để gắn nguồn. Như vậy có thể thấy tất cả những cổng kết nối đều có mặt ở chiếc laptop này phải không nào. Tiếp đến sẽ là phần màn hình. Khi các bạn nhìn vào màn hình của chiếc laptop này chắc chắn các bạn sẽ thích nó. Vì sao? Vì chiếc màn hình này có cạnh viền hai bên cực mỏng. Mà thiết kế này trước kia chỉ dành cho những chiếc laptop XPS của Dell, nhưng bây giờ chỉ với chưa đầy 20 triệu, các bạn có thể sở hữu chiếc laptop có cạnh viền mỏng. Khi nhìn vào sẽ cho chúng ta cảm giác rất là thoải mái phải không nào. Nhưng nói tiếc thì viền trái lại không được thiết kế mỏng như hai viền hai bên, vì viền trái vẫn còn một chiếc webcam được lắp đặt. Với tính năng bảo mật thì chiếc webcam này có thêm một cái gạch để che nó đi. Trên đó còn có cổng mic để các bạn sử dụng để gọi FaceTime phải không nào. Xuống bên dưới một tí chúng ta sẽ có bàn phím. Khi mình sử dụng thì cảm nhận với chiếc bàn phím này có cảm giác khá là tốt. Khoảng cách giữa các phím đủ rộng để mình gõ không bị nhầm. Đương nhiên bàn phím này sẽ có cả đàn này giúp chúng ta có thể gõ tốt trong điều kiện thiếu ánh sáng. Túi bắt thì không quá lớn nhưng đủ dùng. Và bên trên còn được phủ một lớp kính nên cho chúng ta cảm giác bút khá là tốt. Các thao tác đa điểm để sử dụng dễ dàng. Nút cùng ở đây bàn phím sẽ có cảm biến vân tay tích hợp, giúp chúng ta vừa mở máy vừa kết hợp với tính năng bảo mật. Đặc biệt nút nguồn này chúng ta phải bấm mạnh một tí mới có thể sử dụng, vì đều thiết kế để chúng ta không phải bấm nhầm khi sử dụng đấy mà. Về cấu hình của máy thì sao? Chúng ta sẽ có CPU Intel Core i5-1135G7, card đồ NVIDIA MX330 2GB, bộ nhớ RAM 8GB, ổ cứng SSD 256GB, màn hình 14 inch Full HD. Với cấu hình như thế này thì ngồi có tác vụ văn phòng, chúng ta còn có thể sử dụng chiếc laptop này để làm một vài phần mềm đồ họa thiết kế như Photoshop, IE, Premiere chẳng hạn. Hoặc ra nếu các bạn có nhu cầu giải trí thì vẫn có thể chơi một vài tựa game vì chiếc VGA này khá là mạnh đấy. Về pin, laptop Dell Virtual 5402 có dung lượng là 40Wh. Nhưng vì sử dụng cho mình là CPU Gen 11 tiết kiệm điện nên thời gian sử dụng lên đến 6 tiếng. Điều này mình cũng được hãng thông báo thôi. Nếu có thời gian thì mình sẽ test thực tế xem nó dùng được trong bao lâu. Đi kèm với máy sẽ là bộ sạc nhỏ gọn 65W.
Nếu các bạn quên mang theo sạc thì đừng lo, vì cổng Type-C thì máy có thể sạc. Nên các bạn có thể sử dụng những viên pin sạc dự phòng có công suất lớn để gắn vào sử dụng khi đi công tác và du lịch nha. Với những tính năng mình đã nói ở đầu video đến giờ, có làm các bạn thích thú Dell Virtual 5102 này không? Nếu thích thì hãy đặt hàng ở link dưới phần mô tả nha. Hoặc có những thắc mắc nào khác về chiếc Dell Virtual 5102 này thì hãy cùng mình ở dưới phần bình luận. Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của tụi mình để tụi mình có động lực ra video nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.